không cần chét gì đâu, cứ vừa vừa là được rồi. Đấy, bơm vô xong rồi không có khoan, hãy làm một lớp đầu đi, xong rồi trút nước ra, xong rồi lấy cái chai nước quyên bỏ vô cái thùng này nè, xịt nước vô thành có bọt, xong rồi lau luôn cho nó tẩy luôn. Hello, xin chào anh chị. Tầm cỡ 3-4 năm trước là bên mình có bán cái mẫu xe Mercedes-Benz, cái xe màu đen này, mà là do thời gian khách sử dụng lâu quá rồi dọn nhà đi nhiều nơi thì khách cứ dọn qua dọn lại thì xe để trong kho, cho nên thì chuột làm tổ hết rồi, hư hết dây điện luôn. Bây giờ bên mình tháo ra để mà kiểm tra lại coi mình sẽ sửa như thế nào ha. Đây, mình đã lau sơ qua rồi đó chứ bụi lắm. Thống mạch và dây điện, bây giờ bên mình sẽ đi lại đường dây điện mới cho cái xe này. Phụ kiện tháo ra hết rồi. Sau một buổi sáng thì vệ sinh lại cái xe này, rửa lau chùi và một số vệ sinh bên trong của xe nữa, nói chung là tất tần tật luôn, và thay tất cả đường dây điện và mạch điện thì xe nó vẫn là dùng ok, bánh gì vẫn còn dùng rất là ok, mình chỉ là thay mạch điện thôi ha, và còn giữ lại được cả nhạc luôn nha các bạn. Xe này là khách sử dụng là 3 năm rồi. Đây chính là công tắc này, là nhanh chậm, công tắc chạy nhanh, công tắc chạy chậm. Đây là cần số, xe dùng cũng ok, nhạc vẫn được luôn, mặt đồng hồ cũng ok. Xe chạy rất mạnh luôn,